Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta bao viền một tấm hình đơn giản nhất. Đầu tiên anh em mở Photoshop cho mình. Mình sẽ hướng dẫn anh em bao viền một tấm ảnh bất kỳ. Ở đây mình sẽ tìm kiếm với một tấm ảnh ảnh nặng đây, một tấm ảnh này nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ mở một tấm ảnh ra nhá. Đầu tiên thì mình sẽ làm rất là nhanh cho anh em cùng xem thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ anh em Ctrl Z lên cho mình một lớp nhá. Anh em update layout cho mình một cái này. Đó. Thì ở đây mình sẽ dẫn anh em cách bao trắng trước. Thì anh em sẽ chọn cái background này giúp mình và anh em ấn vào Ctrl cộng với đen thì nó sẽ sang cái background màu trắng, và anh em sẽ chọn background copy này, anh em Ctrl T giúp mình nha, và anh em sẽ zoom nó nhỏ lại. Ở đây thì anh em muốn zoom lại được đều thì anh em ở trong cái CC019 em giữ on cho mình nhá. Đây là cái cách mà mình thấy làm bo viền cũng rất là hay và nhanh. Thì mình muốn bo nó rộng ra, cái này bo rộng, bo hẹp hay là rộng là tùy anh em. Ở đây thì mình muốn nó đều nhau, chi tiết nó đều đó. Ở đây cũng là một cách bo. Và cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ bo viền theo như này. Anh em bo như này cho mình nhá. Nhưng mà khi mà mình bo xong thì mình sẽ muốn làm cho ảnh nó sâu hơn một chút nữa thì mình sẽ dùng cái layer mask, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái FX. Thì anh em chọn vào cái FX này giúp mình nhá. Cái layer style, em xin lỗi là layer mask không phải là layer style. Thì anh em thích vào layer style giúp em, và anh em chọn cái blending option này. Cái này nó sẽ có rất là nhiều, cái blending option này nó sẽ có rất là nhiều những cái style mà chúng ta có thể chọn để chúng ta làm những cái bo kiểu 3D hoặc là bo viền chẳng hạn. Thì ở đây em bo viền thì anh em sẽ chọn vào cái stroke giúp mình nhá. Ở đây thì anh em sẽ chọn cho mình là ví dụ như ở đây nó là màu, mình cứ bo màu trắng đi. Ở đây mình để size khoảng tầm 3 hoặc 5 thôi. Đó. Và sau khi mà chúng ta đã chọn cái stroke này, anh em sẽ chọn vào cái drop shadow này giúp mình nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây để chúng ta tạo bóng cho cái tấm hình này cho nó đẹp hơn. Thì bóng tấm hình này thì để ở đây mình để khoảng 45. Và cái phần PX này mình để khoảng 3 hoặc 5. Nếu mà chúng ta bo trắng anh em để không hộ mình. Và cái phần size này anh em để ít thôi để cho nó cái phần giữa ấy, anh em để to lớn hơn một chút xíu để cho nó đẹp hơn. Và cái phần size dưới này anh em để cho mình khoảng 15 đến 20 thôi. Đó. Thì cái phần stroke mình sẽ cho nó to ra một xíu nữa. Ở đây là mình đang để 5 3, mình sẽ cho nó khoảng 10 hoặc 15 anh em nhé. Anh em để 15 giúp mình. Và cái drop shadow này thì anh em kéo cái phần size lên cao. Chúng ta càng kéo cao lên thì ở đây anh em có thể nhìn thấy là cái viền ở dưới nó đẹp hơn, 3D đây. Đó. Anh em có thể tùy chọn thêm ở trong cái phần đậm nhạt hay là nó rất là nhiều kiểu bo. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ chọn cái cách đầu tiên, chọn kiểu bo đầu tiên. Thì ở cái choke nó to quá thì anh em cho vừa phải thôi, 10. Đó. Hoặc là 7 thôi, hoặc 6. Thì cái này nó, mình nghĩ là cái này nó bo viền rất là hay. Thì ở đây anh em ấn ok cho mình là xong. Như vậy là chúng ta đã bo viền xong một cái. Và cái cách thứ hai nữa mình muốn hướng dẫn anh em, đó là chúng ta sẽ bo viền theo cái kiểu mình sẽ đen cái layout background copy đi. Chúng ta sẽ anh em dùng cái phím Ctrl On với phím xóa ở trên phím Enter để chúng ta sẽ quay lại lúc đầu. Cách thứ hai là anh em Ctrl Z lên cho mình một cái. Ctrl Z lên một cái layout và anh em ấn Ctrl T. Thì anh em nếu mà dùng CC019 anh em giữ On nhé, để chúng ta sẽ zoom tất cả. Ở đây thì mình sẽ dẫn anh em là blur cái background sau đi một xíu. Thì đây nó có layer 1 và background. Thì background đây thì anh em sẽ chọn cho mình là cái blur, và anh em chọn cái Gaussian blur. Thì trong cái Gaussian blur thì nó có rất nhiều cái kiểu chúng ta làm mịn, làm mờ đi. Thì nó giống như kiểu là cái background sau chúng ta mờ đi và nổi bật cái background trước, cái layout trước lên. Thì anh em hãy chọn cho mình là khoảng 10 đến 15 để cho nó độ mờ chúng ta thấy phù hợp thì thôi. Đó. Và tiếp theo đó là anh em chọn vào layer 1 và anh em chọn vào FX cho mình. Và anh em chọn vào cái stroke. Thì ở đây anh em để cho mình là 5 hoặc là 7 tùy tâm mọi người. Thì đây có thể là 5, 7, 10 hoặc 15 tùy cái tấm hình. Nếu mà tấm hình chúng ta to quá thì anh em để càng lớn lên. Còn nếu mà tấm hình mà chúng ta crop rồi nhỏ rồi thì anh em để nhỏ lại. Đó, ở đây thì mình sẽ để khoảng 7 thôi để cho nó hợp lý. Và cái tấm hình này mình sẽ cho nó nhỏ lại một xíu nữa bằng cách là Ctrl T chúng ta giữ on để zoom nhỏ lại.
Còn nếu mà từ cái Photoshop 2018 trở lại thì anh em giữ sheet và ôn cho mình nhá. Còn cái 2019 này mặc định của Photoshop nó sẽ là ôn. À, và cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ lại đen, mình sẽ đen cái lớp và đen và về background. Thì mình sẽ lại quay về lúc ban đầu như lúc mình vừa nói là chúng ta nhấn Ctrl cộng Alt cộng phím xóa. Ở đây thì mình sẽ muốn cái background sau nó bị xéo, nó có nghĩa là blue xéo. Thì ở đây những cái cách này làm rất là xưa rồi, nhưng mà mình thấy rất nhiều anh em không biết và mình hướng dẫn lại cho các anh em. Thì anh em lại Ctrl G cho mình một layout. Đó. Và cái layout đầu tiên thì anh em Ctrl T và giữ Alt cho mình. Giữ Alt thì ở đây anh em cũng cho nó vừa phải thôi. Và cái background này vì sau này mình sẽ vẫn chọn blur. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái ở đây nó sẽ có cái motion blur hoặc là cái radius blur. Thì ở đây mình sẽ chọn motion. Ở đây thì mình để khoảng 45. Và cái motion blur đây anh em kéo lên cho mình khoảng 40 nhá. Để cho cái đây anh em có thể nhìn thấy là nó chéo hay là nó làm anh em thích kiểu gì thì mình làm kiểu đó thôi. Đây mình để 80 đi. Đó. Thì anh em có thể nhìn thấy tấm hình nó biến đổi luôn này. Đấy. Và thứ hai nữa là mình sẽ áp dụng thêm một cái blur, cái Gaussian blur nữa. Cái Gaussian blur đây mình chỉ để khoảng 3 thôi để cho nó mịn, blur cái mịn cái đằng sau bo. Thì anh em sẽ chọn về cái layer 1 và anh em tích vào cái FX này. Anh em ấn vào show ok. Và anh em sẽ chọn cho mình là 7 hoặc 10 tùy tâm mọi người. Đó. Đây là ba cách bo viền, còn cách thứ tư nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Anh em lại quay lại lúc đầu, anh em đen cái lớp đầu tiên này cho mình và anh em ấn vào phím Ctrl cộng Alt và phím xóa trên cái phím Enter nhá. Và chúng ta sẽ bo viền. Cách bo viền này thì là cách đơn giản nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đầu tiên anh em chọn vào cái công cụ M này, M trên này. Cái M tool đây cho mình nhá. Đó, xong anh em chọn vào cái M vuông và anh em sẽ khoanh hết cái chỗ này lại. Ở đây mình chỉ muốn khoanh cái chỗ nào mình cần khoanh thôi thì mình sẽ bo nguyên hết cái chỗ này vào. Đó. Rồi, ok. Thì xong anh em bo xong thì anh em ấn vào cái Ctrl Shift L nhá, Ctrl Shift L thấp nhá và chúng ta sẽ ấn ok, hoặc là anh em chọn vào Clear Layout đây này. Đó, nó sẽ ra luôn. Thì anh em chọn vào cái cho ok ở đây luôn. Và anh em sẽ chọn cho ok bằng cách là Alt E S. Đó, ok thì chúng ta sẽ ra cho ok ở đây thì anh em ấn số 5 cho mình. Thì nó ra. Cách này nó cũng khá là hay nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả bằng mấy cách vừa rồi mình vừa hướng dẫn anh em. Thì mình khuyên anh em nên dùng mấy cách đầu tiên mình hướng dẫn nhá. Cái này mình để 3. Đó. Anh em có thể xóa cái effect này đi và anh em bằng cách là chúng ta cầm nhấc thảo thùng rác và mình sẽ để cho ok khoảng 3 hoặc là 5 hoặc 7 hoặc 10. Thì cái này tùy tâm mọi người thôi. Mỗi anh em có thích một kiểu bo riêng. Ở đây mình bo đơn giản như vậy. Đó. Như vậy là mình vừa hướng dẫn anh em rất nhiều kiểu bo, có 4 5 kiểu bo khác nhau. Và mỗi một kiểu bo nó có một cái hay riêng và một cái đẹp riêng nhá. Anh em nhớ sub kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào mọi người.